Những tưởng khi căn bệnh ung thư gõ cửa, đó chính là dấu chấm hết cho cuộc sống hiện tại. Nhưng sau một chặng đường dài thử thách đầy gian nan, nước mắt có, đau đớn có, lại giúp người đàn ông sống chung với căn bệnh ung thư phổi đã di căn ở giai đoạn muộn, trở thành người có ích và đầy lòng nhân ái. Người truyền lửa niềm tin. Tưởng chừng cuộc sống của chú Trần Xuân Chín chỉ toàn đau đớn và bi quan, nhưng chú đã phi thường chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác. Và hơn thế nữa, ngoài việc kiên trì điều trị, chú còn đánh thức niềm khao khát mãnh liệt cuộc sống của những bệnh nhân đang mất niềm tin, tưởng chừng buộc xuôi tất cả. Chú Chín là biết mình bị ung thư phổi từ năm bao nhiêu ạ? Chú bị từ cuối năm 2014, đang trẻ khỏe này, đang làm kinh tế, là mình trụ cột trong gia đình. Sau đó là chú còn có mẹ, đúng không? Cháu còn gia đình nghĩa vụ, vợ thì vài xào ruộng, nên mình cũng là một trụ cột chính, công to việc lớn trong gia đình. Mà khi lâm bệnh này thì thực ra mà nói là nó suy sụp mọi mặt. Chưa nói về kinh tế, nhưng về cái sinh hoạt hàng ngày trong gia đình đã. Xong đến kinh tế, thế sau đó chúng mắc cái bệnh này chúng thấy nó rất là suy sụp về tư tưởng. Khi đến viện khám mà biết mình bị ung thư thì cảm tưởng trong người mình chú thấy nó bị chết đi trong thời gian này. Vì cái bệnh ung thư đến thì bệnh nhân trước mình đầu chọc, đau đớn, chưa thấy phương thức cứu chữa kể cả trên thế giới cũng như Việt Nam mình. Mà chú này được bác sĩ là thông báo không mổ được, không xạ trị được, mà gì, chỉ hóa trị. Mà hóa trị thì mình nhìn thấy những bước anh chị đi trước, người bệnh nhân đi trước là nôn mửa, đau đớn, khổ lắm. Mà thật ra chú về gia đình chú cũng phải củng cố dần về tư tưởng. Chú rất mạnh dạn nhưng chú vẫn bị yếu đuối vì gia đình. Vì tư tưởng là mẹ, con, vợ. Sau chú cũng phải làm tư tưởng cho gia đình dần. Thương vợ, thương con, anh đã tới bệnh viện K74 Trung ương để điều trị theo phác đồ duy nhất là truyền hóa chất, bởi khối u của anh không thể phẫu thuật. Khi truyền hóa chất, những điều anh không thể ngờ tới là cảm giác mệt mỏi, thường xuyên nôn, nhiệt miệng, rối loạn tiêu hóa và tụt hồng cầu, tăng men gan lại khủng khiếp đến vậy, sút gần 20 cân và buông xuôi cuộc sống. Khi đã sẵn sàng cho sự ra đi của mình thì may mắn dường như mỉm cười với anh, như tiếp thêm động lực sống kiên cường cho anh và mọi người xung quanh. Cô như nhiều lúc cô vẫn phải động viên thôi, tinh thần là trên hết. Thế là chú cứ phải cố gắng đi, cố chữa trị gia đình còn trông chờ vào chú. Kể từ ngày xuất hiện lần đầu tiên trên phóng sự truyền hình nhân dịp kỷ niệm Ngày Phòng chống ung thư thế giới, mùng 4 tháng 2, 2018. Trong khoảng thời gian ấy, anh đã có cơ hội chia sẻ với hàng ngàn bệnh nhân ung thư trên cả nước. Cho dù cung bậc buồn vui rất nhiều trong từng câu chuyện, hoàn cảnh của mỗi gia đình, nhưng trên hết, anh thấy mình sống hữu ích. Vì ít nhất cũng là một minh chứng sống để truyền lửa niềm tin cho rất nhiều người. Chú đã tìm được cái sản phẩm nào để mang lại cho chú cái sức khỏe? Thế sau đây mới nằm sao bác xem thì VTV1, các nhà viện Hàn Lâm và viện nghiên cứu Nha Trang đang chuẩn bị cho ra đời Casol làm ức chế tế bào ung thư. Thì chú mới nằm xem mà ui dồi, cơ hội mình có cơ hội một lần nữa sinh ra rồi. Thế sau chú uống cứ dần cứ uống thôi. Cứ uống để mà động viên mình uống, thì sau khi là chú thấy là điều kỳ diệu này, ăn được đã. Vâng. Ăn được xong thì thấy nó cứ sức khỏe của mình nó cứ hồi phục trong 4 tháng sau. Chú thấy khỏe ăn được, chú mới đi kiểm tra lần 2. Thì điều kỳ diệu xảy ra là tuyệt vời. Vâng. Tôi cũng uống ở Viện Hàn Lâm họ nghiên cứu như thế, mình chia sẻ. Thì có rất nhiều người thành công. Vâng. Phải nói là khẳng định rất nhiều người thành công. Mà chú cũng rất tự hào và chú sẽ giúp được biết bao nhiêu bệnh nhân từ dưới vực trở lên. Điều trị sai lầm nhất mà họ đến đây họ vẫn nói với chú là về uống thuốc lá. Đấy, chú nhấn mạnh tin vào bác sĩ điều trị sau khoa học tiên khoa học. Bởi như chú này rất tuân thủ về bác sĩ điều trị cho chú ở bệnh viện K74. Là bác sĩ tận tình, tức là cả bệnh viện cho nên là các bác sĩ. Sau đó là cái chú tìm được cái sản phẩm Casol này đấy để hỗ trợ, thì chú thấy là cái hiệu quả rất cao. Chú muốn chia sẻ và chú muốn khuyên nhủ mọi người là không nên dùng thuốc lam để hỗ trợ. Vâng. Chú nói là hỗ trợ nhé. Vâng ạ. Chữa ung thư. Nhưng chú thấy rất quý và rất trân trọng cuộc sống này. Chú muốn mọi người là hãy tôn thủ
cái khoa học để hỗ trợ cho hóa xạ trị. Chú đã tìm được cái sản phẩm này và chú tin vào khoa học thì chú muốn chia sẻ với nhiều người không biết. Anh Trần Xuân Chín là một bệnh nhân ung thư phổi và khi phát hiện ra bệnh đã bị di căn ở giai đoạn muộn. Và như rất nhiều bệnh nhân ung thư khác, khi đồng hành cùng với sản phẩm GSV Casol, anh đã sống khỏe được gần 6 năm nay. Kể từ khi ngày đầu tiên xuất hiện trên sóng truyền hình vào ngày phòng chống ung thư thế giới năm 2018 cho đến nay, thì anh đã chia sẻ và hỗ trợ cho hàng ngàn bệnh nhân ung thư trên khắp cả nước. Và anh Trần Xuân Chín chính là một tấm gương sáng về lòng nhân ái, với một cái tiêu chí là khi còn hơi thở ngày nào thì anh cố gắng sống hữu ích cho cộng đồng ngày đó. Và công ty GoldHealth Việt Nam cũng luôn mong muốn và tin tưởng rằng sản phẩm GSV Casol sẽ đồng hành với nhiều bệnh nhân ung thư hơn nữa để giảm nhẹ cái gánh nặng bệnh tật, tăng cường sức khỏe và mang lại cái hiệu quả hỗ trợ, mang lại hiệu quả điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Năm 2016, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tiếp tục phát triển và ứng dụng công nghệ nano vào nghiên cứu thành công quy trình điều chế tạo hệ dẫn phức hợp nano extra XFGC, đưa ra thị trường sản phẩm bảo vệ sức khỏe GHV Casol. Đây là sản phẩm thứ hai có chứa thành phần hoạt chất chứa fucodan sunfat hóa cao, phân tử lượng thấp đã được chứng minh là có độ hấp thu và hoạt tính cao hơn gấp nhiều lần so với fucodan thông thường. Dưới dạng phức hệ nano kết hợp với curcumin trong củ nghệ vàng tam thất và sáo tam phân, có tác dụng làm ức chế, ngăn cản sự phát triển của khối u. Thành tựu này được đánh giá là một bước tiến mới vượt bậc trong lĩnh vực dự phòng và hỗ trợ điều trị ung thư ở Việt Nam, đồng thời là bước đột phá mới trong việc ứng dụng khoa học công nghệ nano để phát triển nghiên cứu, chế tạo, sản xuất sản phẩm phòng và hỗ trợ điều trị ung thư, nâng cao thể trạng người bệnh và giảm độc tính hóa xạ trị. Từ đó tới nay, sản phẩm này đã đồng hành và giúp cho hàng chục ngàn bệnh nhân trong cuộc chiến với căn bệnh này. Suốt 2 năm trôi qua, hàng ngàn bệnh nhân đã được anh Chín giúp đỡ. Anh thực sự là một tấm gương của lòng nhân ái với tâm niệm khi còn hơi thở ngày nào là còn cố gắng sống hữu ích với cộng đồng ngày đó. Và sẽ có nhiều hơn nữa những người truyền lửa niềm tin như anh để chúng ta thấy rằng ung thư không đáng sợ và cuộc sống luôn có những tia hy vọng dù là nhỏ nhoi nhất.